Thưa quý vị, giá vàng trong nước tăng trong khi giá vàng thế giới giảm mạnh, khiến khoảng cách chênh lệch giá bị nới rộng lên tới gần 19 triệu đồng một lượng. Cụ thể vào chiều ngày hôm qua mùng 5 tháng 7, các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại mốc 68,2 đến 68,82 triệu đồng một lượng mua bán, tăng 10.000 đồng một lượng ở mỗi chiều so với phiên trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá thu mua tương đương thị trường Hà Nội nhưng giá bán ra rẻ hơn 20.000 đồng một lượng trên thị trường quốc tế vào sáng nay, mùng 6 tháng 7, giá vàng giao trên Kitco ở mức là 1770 đô la Mỹ một ounce, tương đương với 49,89 triệu đồng một lượng, giảm 41 đô la Mỹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 18,93 triệu đồng một lượng.